Xin chào các bác. Ngày chủ nhật Hà Nội nắng rất là to các bác. Em vừa mới kiếm được hai cái cây cũng hay hay, vẫn là hai cây hoang dại. Thì em thấy thì chưa cơ, nhưng mà nó hôm nay nắng quá nên chờ đến chiều mát thì đào về. Nhưng mà còn một số cây nữa nhưng mà chưa đào được, nó vừa nắng nóng mà đâu không động vào lao động rất là mệt, mồ hôi nhễ nhại mà. Thì đào tạm hai cây này để trồng luôn các bạn, hôm nào rảnh lại đào tiếp. Đầu tiên là cái cây cây hoa này, gọi là cái cây hoa nó như cái chuông ấy các bạn, cái hoa chuông ấy, giống giống cái hoa loa kèn ấy, nhưng mà nó rất là thơm đấy. Thì nó mọc lại một cây mọc hoang dại ở một cái bờ rào một nhà dân ấy, thì em đến em xin đấy. Rất là nhiều rễ các nhìn nhé. Để chuẩn bị em trồng nữa này, cũng nó lại cây nữa đấy. Giờ nó lên các bác nhé, tí nữa em trồng cho bác xem rễ này. Rất nhiều rễ. Cây này thì cũng nhiều, có nhiều kịch bản cho nó lắm này. Đấy. Dáng dấp này nó cũng có nhiều kịch bản lắm này. Không hoành thì cũng thác đổ không được. Đấy. Khá hay. Cây này thì lá thì nó hơi xấu vì lá nó to. Được cái thì nó có hoa với cái gốc nó cũng được. Đấy. Các bạn nhìn nha. Cây cây thứ hai là cây quê gọi là cây chòi mòi, chòi mòi nhá. Cây này thì nó có hoa quả, quả thành chùm, lúc xanh ăn chua, lúc chín thì chín đỏ ngọt lắm các bác. Chùm nó, các bác mà để ý trên mạng thì thấy một số các bác cũng đã bán cái cây chòi mòi rồi, thì các bác search Google xem cái quả nó nha. Đấy, thì cây này lúc đầu thì mới thấy khá là nhiều rễ, nhưng mà những cái rễ này chắc là em cắt đi rồi, nó mọc hơi hơi trưởng, chắc là cắt đi rồi. Nhìn cũng được đấy, thì tí nữa em bới cái gốc ra cho nó lộ mấy cái rễ xem có ra gì không bác nhá. Nên được cái là có hoa có quả ăn được rồi, còn vấn đề là thân thế thì tạm được. Đấy. Cũng khá hay. Làm cây này thì rất dễ. Thân của nó rất là dẻo. Các bạn, đấy, cái lá của nó là như cái lá táo. Đấy, các bác xem nhá. Thì cũng muộn quá thì em cũng tranh thủ nhặt luôn ở cái bãi rác hai cái xô rách để trồng tạm cho nó sống đã, rồi sẽ mua chậu xịn trồng cho nó sau. Đã chuẩn bị được một ít đất đây rồi, thêm một ít đất nữa nếu mà thiếu. Đấy. Thì sẽ phải trồng nó ngay thôi các bạn. Để em trồng, em cắt tỉa qua đi nhá, cắt vào những cái rễ thừa, cái rễ mà bị dập để em trồng nhá, xong rồi sẽ quay cho bác xem. Cắt vào cái rễ này đi, cái rễ nó bị dập này đi. Tí nữa tùy vào địa hình của chậu mình cắt bớt đi. Tỉa nó tí nhá. Cái hoa giấy của em trước cái chậu nó vỡ, chậu cũ của nó vỡ thì em thay cái chậu cho nó. Cho nó nhìn nó đỡ khổ. Thì có bác comment là em khuyên em nên cắt bỏ cái bạn này.
nhưng mà em còn để lại đã, cho nó thứ nhất là cho nó sống cái đã, thứ hai là em thì em để theo kiểu tàn thiên nhiên ấy, là một cái tam giác lệch như này, tam giác lệch đuổi ở đây như này, thì lúc đấy tán nó sẽ phủ đi, thì em không chơi lộ những cái này cho lắm, cho nên là hoa giấy thì em không quan trọng là cho lắm, chỉ quan trọng là cái gốc cái tán đấy, gốc cái tán thì có hoa cái tán đẹp là ok rồi. Và sau đấy thì nó tay cành nó nhiều rồi ấy, thì lúc đấy xử lý cái này sau cũng không muộn đấy. Cũng rất cảm ơn bác đã góp ý như thế, em thấy đúng đấy, nhưng mà cứ để như vậy đâu ạ. Thì vừa trồng thì nó cũng lộ ra một số cái rễ khá to, cũng khá là ổn đấy các bạn đấy. Thì các bác, một số các bác nữa thì cũng nói là liên lụa, thì hoa giấy mà lụa thì tuyệt vời đấy các bạn, nhưng mà vẫn phải để cho nó sống đấy. Đấy, thì sau sẽ có clip để phụ các bác nha. Đấy, ok, xong tôi mời nha. Rồi các bác, em vừa mới trồng xong, kết quả là một buổi chiều lem luốc ngất đầm mồ hôi ạ, chỉ được có hai cái cục này thôi. Người ta bảo là hơn nhau tầm áo anh quần, nhưng mà nhét nó vào cái xô rách này thấy nó có lỗi quá, không biết làm nào được. Để thôi, để nó sống thì em cho lên cái chậu gốm nhìn cho nó mướt mát. Bây giờ còn chưa biết là nó có sống hay không nữa các bạn, cố gắng thôi. Thì cũng chia sẻ với các bác là có một số bác thì cũng rất là quan tâm đến kênh của em, có comment rằng là không có cái cách chơi bonsai không đồng nào cả, mà mình dù sao cũng phải bỏ công sức cũng là lẫn là thời gian và vật tư. Thì em cũng chia sẻ là cái tiêu đề như thế là để phục vụ cũng như là khích lệ các cái bác mà chưa có điều kiện, mà muốn đam mê bonsai, mà muốn có một cái vườn bonsai tự tay mình làm ra mà chi phí nó rẻ nhất, thì hãy làm theo cách của em nhá. Đấy là ý nghĩa cũng như là cái mong muốn của em là như thế. Đấy thì những cái cây mà em trồng mà em đã làm clip như này ấy, thì sau này nó thành tán thành thế, hoặc là khi nó sống rồi ấy, em thay chậu chứ em sẽ làm clip để các bác theo dõi nhé. Em hy vọng là nó sống để sẽ có thể có những clip tiếp để quay phụ các bác nhé. Đấy thì giới thiệu lại các bác là cây chòi mòi nhé. Các bác ở quê thì chắc là một số nơi, một số vùng sẽ biết và cũng sẽ gọi tên chòi mòi. Tại vì em có theo dõi ở trên một số cái diễn đàn ấy, thì một số bác là cũng giao bán những cây chòi mòi rất là đẹp. Đấy thì quả biếc rồi là lá thân tán đều rất là đẹp, và các bác ấy cũng bán rất là đắt ấy. Thì em ở cái vùng của em ấy thì cũng có một số cái loại cây này nó mọc hoang dại, thì em thích em đào nó về, vì là quan trọng là nó có quả có hoa lại ăn được. Cái thứ hai nữa là nó cũng có tí gốc gác mà uốn nắn nó cũng dễ. Đấy, chứ một số cái cây em trồng ngoài kia thì gốc gác rất là quái, nó như cái giống sim ấy, nhưng mà thực sự là trồng rất là khó, uốn nắn rất là giòn. Thì cũng hy vọng nó sống đã rồi tính tiếp, thì em không quay một cái cây đấy, bởi em trồng nó ở dưới đất cơ chứ không cho vào chậu. Đấy, cây thứ hai là cái cây hoa chuông. Cây này hoa rất là thơm, hoa to hơn hoa loa kèn. Thì các bác, cây này thì khá nhiều, chắc các bác biết. Đấy, quay cận cảnh cái củ nó nhé. Để cho nó sống rồi em sẽ để nó nổi cái rễ lên. Thì các bác theo dõi. Đấy, đây, một đống cái rễ vừa nãy em cắt nó đi, cắt bớt nó đi, đồ nghề chả có gì. Một buổi chiều lem luốc, vừa mới trời vẫn nắng mà giờ đã mặt trời đã tắt rồi các bạn. Rồi,
để mà nhấc nó ra cái chỗ đặt nha. Đấy, tiện cái là cái xô rách nhưng mà nó lại còn có cái quai. Cái Nam Biển này nhiều quá. Châu cứ bỏ cho đứng ngoài cho mát ạ. Ok, cảm ơn các bác nha. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.